cần đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư phát triển. Nhà thầu xây dựng gặp khó khăn, chồng chất khó khăn. Novaland phải trả 50 tỷ đồng lãi ngân hàng mỗi ngày. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 360 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Theo đó, nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đưa các tiêu chí sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, triển khai lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, ra soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, ra soát đánh giá kết quả thực hiện bao gồm tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng. Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, đồng thời phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí do Bộ Xây dựng quy định. Cụ thể, đối với đối tượng là cá nhân mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở. Đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, cũng phải có hợp đồng mua nhà ở công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở. Đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật, đã có quyết định giao đất hoặc có quyền sử dụng đất và đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép theo quy định pháp luật về xây dựng. Đối với dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước, các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý 1 năm 2023, phân khúc đất nền ghi nhận 67.268 giao dịch thành công. Qua số liệu cho thấy, lượng giao dịch đất nền vừa qua giảm gần 55% so với quý trước đó và giảm 56% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các phân khúc phục vụ nhu cầu thực như chung cư, dù sức cầu vẫn cao nhưng nguồn cung lại đi xuống. Nguồn cung sơ cấp giảm 4 điểm phần trăm theo quý và theo năm, đạt 19.483 căn. Trong đó, nguồn cung mới chỉ đạt hơn 2.040 căn hộ tới từ 2 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 2 dự án giảm 30% theo quý và 27% theo năm. Thị trường bất động sản đã đi qua 4 tháng đầu năm 2023, song nhịp độ ảm đạm vẫn duy trì. Lúc này, khó khăn không chỉ đến với những giới đầu tư hay với người mua nhà, bởi hoàn cảnh này đã khiến gần như tất cả các nhà thầu xây dựng, từ doanh nghiệp nhỏ cho đến các tập đoàn, tổng công ty lớn đều có nợ đọng. Nhưng nguy cơ đối với các nhà thầu xây dựng chưa dừng lại ở đó. Báo cáo của Vietnam Report cho biết hơn 70% số nhà thầu xây dựng cho biết khá khó khăn do ảnh hưởng việc hạn chế dòng tiền trong giao dịch bất động sản, 30% còn lại ở trong tình thế rất khó khăn. Chưa khi nào hợp đồng mới thì không có, còn hợp đồng cũ thì bị chậm trễ trong thanh toán như bây giờ. Trong bối cảnh các nguồn tài chính bị thu hẹp, các chủ đầu tư còn mãi lo trả nợ ngân hàng và bán bớt tài sản tìm nguồn thanh toán trái phiếu, thì việc thanh toán hợp đồng cho nhà thầu xây dựng trở nên cực kỳ hãn hữu. Lý giải nguyên nhân yếu thế trong thanh toán của các nhà thầu, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam VACC thực hiện khảo sát với trên 2.000 nhà thầu xây dựng cho thấy quy mô vốn chủ yếu của doanh nghiệp xây dựng là dưới 100 tỷ đồng. Bởi vậy, trong nhiều năm nay, mối quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư thường không có sự bình đẳng. Chủ đầu tư mà vốn ngoài ngân sách thì khi mà họ làm dự án, không cần biết họ có tài chính bao nhiêu cả. Miễn là họ cứ có dự án là họ có thể làm được hợp đồng với nhà thầu. Trong khi nhà thầu thì phải có những cái cơ chế bảo lãnh, từ bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu, rồi đến lúc mà ký được hợp đồng thì bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành, bốn cái bảo lãnh. Nhưng mà trong khi đó thì hiện nay đa số các nhà thầu làm được đến độ khoảng 60-70% thì đòi được khoảng 30%, 20% cuối cùng là vô cùng khó khăn. Có những công ty là 5-7 năm không đòi được và thậm chí mất. Ngay cả với số ít các nhà thầu đảm đương được công trình đòi hỏi chất lượng rất cao thì công phức tạp, vốn dĩ làm chủ trong đàm phán hợp đồng với chủ đầu tư, nhưng nay cũng khó có thể thương thảo đàm phán gì về việc thanh toán vào lúc này.
Thậm chí nguy cơ xảy ra với họ còn lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp xây dựng quy mô nhỏ. Tại sao vậy? Nếu như mà chúng ta nói có 40% một số các cái nhà đầu tư bất động sản đang khó khăn và phải dừng hoãn, thì công ty xây dựng còn nhiều hơn thế, mà còn có những công ty là đứng trên bờ vực phá sản, kể cả những công ty lớn vốn hàng nghìn tỷ. Có những công ty vốn chỉ 3.000 tỷ nhưng mà nợ của chủ đầu tư đến 14.000 tỷ. Trong vòng 5 năm nữa đúng là sẽ không còn công ty xây dựng nào tồn tại. Mặc dù có thể nói là về công nghệ xây dựng hiện nay chúng ta đạt đến cái trình độ là những nước hàng đầu khu vực. Hiện nay gần như tất cả các nhà thầu xây dựng đều bị nợ đọng, nhất là ở khoảng giá trị khối lượng còn lại 20% đến 25% cuối của dự án. Nhiều nhà thầu bị nợ chồng nợ, thu được nợ cũ lại bù cho nợ mới. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu đầu vào lại không ngừng tăng lên. Chưa bao giờ khó khăn chồng chất khó khăn như vậy. Những cái điều kiện đàm phán nó phải gọi là phù hợp với lợi ích, với quyền lợi của cả hai bên. Tránh hiện tượng là bên này lại coi như là bắt chẹt bên kia, rõ ràng là không ổn và như thế thì là không thiện chí. Cái thứ hai là doanh nghiệp phải thực hiện đúng cái cam kết của mình như đã thỏa thuận. Đây là cái thời điểm khó khăn mà hai bên cùng phải đồng hành chia sẻ. Có thể hình dung rõ một nguy cơ rất lớn khi liên tục bị nợ đọng và xảy ra trong thời gian dài đã và đang làm kiệt quệ sức khỏe doanh nghiệp và tệ hơn là loại nhà thầu xây dựng khỏi thị trường xây dựng vốn đang có rất nhiều nhà thầu nước ngoài cùng tham gia cạnh tranh ở mức độ cực kỳ gay gắt. Phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay là một số thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tập đoàn Novaland vừa có đơn gửi đến Thường vụ Quốc hội kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc cho các dự án để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Hiện nay các vướng mắc của Novaland tại một số dự án vẫn chưa được giải quyết, chưa có phương án tháo gỡ cụ thể và công ty chưa thể tiếp tục tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh tại các dự án này. Điều đó dẫn đến nguy cơ đổ vỡ do không có dòng tiền hoạt động. Ngân hàng vẫn khóa tất cả các nguồn tiền, kể cả doanh thu bán hàng và trừ dần vào lãi vay phát sinh. Mỗi ngày Novaland và Nova Group phải trả trung bình 50 tỷ đồng. Các ngành chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang giáo diết và tích cực gỡ vướng cho các dự án bất động sản đang có vướng mắc pháp lý. Mục tiêu đến cuối năm 2023, thành phố sẽ giải quyết được 50 dự án bất động sản. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã gỡ vướng thêm 7 dự án bất động sản của tập đoàn Novaland và tập đoàn Hưng Thịnh. Trong đó, tập đoàn Hưng Thịnh được tháo gỡ pháp lý cho 6 dự án bao gồm Moonlight Parkview, Moonlight Boulevard, Nightview Apartment, 8X Đầm Sen, dự án đất phương Nam tên thương mại Moonlight Avenue và dự án Vĩnh Tiến tên thương mại Moonlight Central Point. Một dự án của Novaland được gỡ vướng là The Grand Manhattan được thi công trở lại sau thời gian tạm ngưng. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 12 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh được gỡ vướng pháp lý. Việc này đồng nghĩa sắp tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm khoảng 4.000 đến 5.000 căn hộ được tung ra thị trường, giảm áp lực nguồn cung. Công ty cổ phần Gamudaland và công ty cổ phần bất động sản Khải Thịnh vừa bị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt về hành vi kinh doanh bất động sản không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể, công ty cổ phần Gamudaland đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại khu chung cư An 5 thuộc dự án khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng tại phường Kỳ Sơn, quận Tân Phú khi chưa có văn bản của Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán cho thuê theo quy định. Do đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định xử phạt công ty này 900 triệu đồng. Đối với công ty cổ phần bất động sản Khải Thịnh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định xử phạt 500 triệu đồng. Công ty này đã ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại chung cư cao tầng thương mại dịch vụ thuộc dự án khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vi, phường Phú Thuận, quận 7 khi chưa được cơ quan quản lý nhà ở có thẩm quyền có ý kiến bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Thưa quý vị, thực tế không ít người đã rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi bỏ tiền ra mua đất nhưng không thể xây nhà hoặc khó chuyển nhượng do mảnh đất chưa có sổ đỏ, hoặc mệt mỏi hơn khi mảnh đất đó rơi vào những tranh chấp không đáng có. Rõ ràng, việc bỏ một khoản tiền lớn để mua một mảnh đất buộc khách hàng hoặc các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải tính tới sự an toàn của pháp lý để tránh rủi ro không đáng xảy ra. Sau đây là 4 việc cần làm nhằm xác định tính pháp lý an toàn của đất thổ cư. Thứ nhất,
kiểm tra sổ đỏ có cầm cố, thế chấp, có phải sổ thật hay không. Bên cạnh đó, người mua cần cẩn trọng trong việc chung sổ, tức là mảnh đất mua chưa có sổ đỏ riêng. Trường hợp này, việc tách sổ sẽ tương đối phức tạp vì liên quan tới chủ trương của khu vực sở tại cũng như các quy định hạ tầng kèm theo. Thứ hai, thông tin chủ sử dụng đất về tên chủ sử dụng, số căn cước công dân và địa chỉ có đúng với thông tin cá nhân không. Thứ ba, kiểm tra xem có tranh chấp với hàng xóm hay không, đường ngõ đi riêng hay đi chung, có đúng nhận trạng trên sổ hay không. Thứ tư, kiểm tra các mục về thông tin thửa đất trên sổ, số tờ, số thửa, địa chỉ, diện tích, bao gồm diện tích sử dụng riêng và chung, tránh trường hợp diện tích trên sổ đỏ không khớp với diện tích thực tế hoặc nhầm lẫn sang khu đất khác. Nếu là đất vườn, đất ao thì không được phép xây dựng, đồng nghĩa với giá trị bị hạ thấp. Muốn xây nhà thì quỹ đất này phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mà đây là khâu khá phức tạp. Thực tế có những người cố tình làm liều, mua liều kể cả với đất được chào bán là đất dự án. Người mua và người nhà đầu tư nhỏ lẻ thì biết cái việc đó nhưng mà vẫn xuống tiền, đúng không? Biết là việc đấy là dự án, bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ có lợi nhuận. Lợi nhuận cao nếu như mà dự án mà chót lọt chúng không? Thì sẽ có lợi nhuận cao hơn, giá nó tăng có khi 200-300% chẳng hạn như thế. Thì người ta chấp nhận. Đối với những cái trường hợp mà chấp nhận những cái việc như thế thì tôi cho rằng ấy là rủi ro phải là hai bên cùng chịu. Để mua được một thửa đất thổ cư sạch, người mua cũng cần kiểm tra hồ sơ địa chính từ Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cấp xã huyện xem khu vực đó có dự án nào trồng lấn lên mảnh đất mình mua hay không, có thuộc trường hợp giải tỏa, quy hoạch hay không. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn khi có nhu cầu tìm hiểu mua đất. Đến đây thì thời lượng của bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên, khung giờ phát sóng của chương trình hàng ngày là 17:30 các ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật. Xin kính chào và hẹn gặp lại.